Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Amasa hôm 23 tháng 11 đã gặp các nhà lập pháp trong nỗ lực tháo gỡ bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử quốc hội mới đây. Trong ngày 24 tháng 11, quốc vương Malaysia dự kiến gặp và lắng nghe ý kiến của hoàng gia từ 9 bang về cuộc khủng hoảng. Đây là những động thái mới nhất nhằm tìm kiếm thủ tướng cho Malaysia sau khi cuộc bầu cử cuối tuần trước đẩy quốc gia này vào tình thế quốc hội treo, tức không đảng liên minh nào đạt đủ số ghế cần thiết là 112 trên 222 ghế tại Hạ viện để đứng ra thành lập chính phủ mới. Theo báo The Straits Times, quốc vương Malaysia thời gian qua đã tìm cách thành lập chính phủ mới gồm Liên minh Pakatan Harapan, Liên minh Hy vọng và Liên minh Perikatan Nasional, Liên minh Dân tộc nhưng chưa thành công. Trong cuộc bầu cử vừa qua, Liên minh Hy vọng của ông Anwar Ibrahim giành 82 ghế và Liên minh Dân tộc của cựu thủ tướng Muhyiddin Yassin nắm 73 ghế. Tại cuộc gặp hai ông Anwar và Muhyiddin hôm 22 tháng 11, quốc vương Malaysia đã đề xuất Liên minh Hy vọng và Liên minh Dân tộc bắt tay lập chính phủ thống nhất, nhưng ông Muhyiddin bác bỏ ý tưởng này. Trong bối cảnh rạn nứt chính trị khoét sâu, cảnh sát trưởng Malaysia Adrin Sani Abdullah Sani ngày 23 tháng 11 cho biết, an ninh đã được thắt chặt tại các địa điểm chiến lược trên khắp cả nước nhằm đảm bảo an ninh trật tự công cộng. Cảnh sát trước đó cũng cảnh báo sẽ mạnh tay đối với những người có bình luận gây chia rẽ sắc tộc và tôn giáo trên mạng xã hội.